Xin chào các bác. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bác cái vòng nu huyết long VIP. Gỗ lu gốc cây già đây. Huyết long đây, huyết rồng hay còn gọi là huyết long đấy. Máu rồng đấy. Vòng gỗ huyết long. Gỗ hàng này là hàng VIP chọn, chúng tôi đã được chọn lọc rất là kỹ từng hạt một rồi. Nha các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm hàng này. Thì vì sao tôi lại làm cái clip này? Vì cái clip huyết long thì tôi làm rất là nhiều rồi. Trên kênh của tôi các bác có thể thấy, nếu các bác theo dõi nhiều thì làm rất là nhiều về huyết long. Nhưng mà vì sao tôi làm cái clip này thì rất là đặc biệt, vì là sắp tới là tôi sẽ khai trương chi nhánh mới thì sẽ được giảm giá. Tôi sẽ thông báo giảm giá từ bây giờ cho đến hết tháng sau thôi. Hết tháng sau. Hôm sau là tháng 12. Tháng 12 thì từ bây giờ là hôm nay là 16 này, 16 tháng 11 sẽ đến hết tháng 12 giảm giá tất cả các loại mặt hàng có xốp, mộc hương xốp, nhất là vòng huyết long. Thì các bác có thể gọi điện để chúng tôi báo giá cũng như là tư vấn giảm giá cho các bác nhá. Thì đây là vòng 10 ly, clip này vòng 10 ly cho nữ. Còn có vòng 14 ly, 16 ly, 18 ly, 20 ly. Thì các bác nào mà muốn thích đeo to cho nam thì các bác có thể gọi điện trực tiếp, alo trực tiếp để tôi tư vấn. Thì vấn đề thứ nhất là tôi báo về giá là như thế, là được giảm giá. Giá còn khá là rẻ. Đó, thì đây là vòng 10 ly cho nữ 18 hạt các bác nhá. Nu huyết long soi đỏ rực tất cả các hạt. Nói chung là hàng này thì tôi đã chọn lựa rất là kỹ rồi. Đây là nu này, khá là đẹp. 10 ly. Có loại 8 ly này cho trẻ em. 8 ly thì nó bé, cho trẻ em thôi. Đây tôi sẽ test cho các bác xem nha. Test thấu quang. Cái nu huyết long thì test thấu quang là để nhận biết rất là rõ. Hàng chuẩn, hàng chọn. Từng hạt thì nó sẽ rất là đỏ. Nó nhiều tinh dầu, nó quý là quý ở cái tinh dầu này các bác nhé. Cái tinh dầu này nó là giá trị ở cái, nằm ở cái tinh dầu này. Và nó độ phong thủy hay không là nó cũng là cái tinh dầu. Chữa được bệnh hay là mùi thơm nhiều hay không là nó cũng ở cái tinh dầu này. Thì trong gỗ tinh dầu nhiều thì nó sẽ đỏ nhiều. Chứ còn cái hàng gỗ mà khô ấy, khô tinh dầu ấy, thì cái loại đấy thì hàng nu loại bình thường. Bên tôi cũng có đỏ ít, thấu quang ít, nó khô mà, vì nó khô tinh dầu rồi, nó không còn tinh dầu trong gỗ nữa. Thì cái loại đấy thì giá của nó khá là rẻ, trên thị trường nó tầm 200-300 nghìn một cái là cũng đã có rồi. Nó không được chọn lọc kỹ như hàng chuẩn 100% như ở đây, tuyệt gần như là tuyệt đối. Bên shop này chọn gần như là tuyệt đối, chúng tôi phục vụ với các bác cái chất lượng là tốt nhất. Chứ không phải là tôi không bán số lượng, không bán với cái hàng chất lượng bình thường kém cũng có, nhưng mà nó giá của nó thì cũng có thôi. Các bạn nếu các bạn muốn mua thì những cái hàng đấy thì giá của nó khá là rẻ. Còn cái này, clip này là tôi quay những cái vòng mà đã được chọn lựa rất là kỹ. Đây các bác xem này, chọn lựa rất là kỹ, soi đỏ rực hết tất cả các hạt này. Đó, đây vòng 12 ly, đây vòng 10 ly cho nữ này. Tôi sẽ quay hết cho các bác xem. Các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng nhé. Các bác đã xem được video, nếu muốn xem thêm thì có thể vào kênh để xem thêm nhiều video để tôi chọn hàng cho nhiều khách ở trên toàn quốc, chứ không phải là tôi bán bình thường, bán gì đâu. Anh em mà đã gặp được, xem được, có duyên mà xem được cái clip của tôi review về những cái vòng ấy thì các bác hoàn toàn là yên tâm. Về chất lượng đặt như nào là tôi sẽ gửi y như thế, vì là tôi đã đăng clip lên đây rồi. Làm ăn lâu dài trên này, làm ăn kinh doanh lâu dài thì tôi cũng phải, quan trọng nhất là về chất lượng, chứ không phải tôi không phải là bán một lần là thôi đâu. Các bác gọi điện tư vấn, nhờ tư vấn thì các bác nên suy nghĩ kỹ trước khi mà gọi điện. Nhờ tư vấn nên suy nghĩ kỹ giúp tôi với.
vì là rất một ngày rất là nhiều cuộc gọi thì các bác nên quyết định kỹ rồi hãng gọi cho tôi để tôi tư vấn, chứ mà gọi kiểu hời hợt hoặc là hỏi chỉ để chơi thì bời thì mong các bác hết sức thông cảm, các bác đừng nên gọi. Các quyết định mua hàng hoặc là muốn có vấn đề gì đấy thắc mắc phải thật là chân tình, anh em chân tình thì các bác hãy gọi điện nhé. Đó. Đây mời anh đi một vòng này. Anh em tôn trọng nhau thì các bác nên tôn trọng nhau một chút. Nhưng mà nhiều khách người ta gọi điện người ta như kiểu không tôn trọng mình ấy. rất là khó chịu áp lực. Như là nếu mà các bác chân tình, anh em chân tình mà có duyên, những cái vòng phong thủy này tôi đã bán những cái đồ phong thủy này thì cái tâm và cái đức của người bán hàng thì tôi phải chuẩn, thì tôi không thể làm ăn bố láo được, nói một đằng làm một nẻo là không được. Và chế độ bảo hành bên tôi là cũng rất là tốt, tôi khẳng định luôn, thay dây thay hạt miễn phí cho các bác luôn, bảo hành trong vòng 3 năm đến 5 năm cái vòng, thay dây thay hạt miễn phí, tặng dây dự phòng, rồi có thẻ bảo hành, đầy đủ giấy tờ, đầy đủ địa chỉ của các bác, của bên tôi cho các bác, chứ không phải là cô kiểu làm trộm giật, nên là các bác yên tâm nhé. Đó. Test thấu quang đỏ rực luôn. Mười ni cho nữ này, nữ thì thường là đeo 10 ni thôi, nên tay là vừa nhỏ xinh, không nên đeo to quá nhìn nó thô nó xấu đó. Còn trừ trường hợp các bác thích đeo to, người ta dị biệt một tí, nữ người ta cá tính mạnh thì người ta thích đeo to thì đấy là sở thích thì vẫn nên mua đeo được, tùy sở thích của các bác. Còn thường thì những người nữ nên đeo 10 ni là đẹp nhất. 12 ni này cho nam này, 12 ni cho nam tầm 50-60 cân này, 55 cân này. Đó. Rồi, xin chào các bác, clip này kết thúc ở đây. Các bác, vấn đề thứ nhất trao đổi các bác là được giảm giá chương trình, giảm giá trong từ ngày hôm nay, ngày 16 cho đến hết tháng 12, cho hết năm luôn đi. Nếu mà được thì tôi sẽ giảm giá hết năm nay luôn, sang năm mới. Đó, nên là các bác nếu mà có nhu cầu mà kiếm được một cái vòng tay phong thủy xịn VIP để chơi Tết hoặc là để đi chơi du xuân đầu năm thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện rất là tốt về giá, hỗ trợ giá cũng như là hỗ trợ miễn phí ship cho bác toàn quốc luôn. Đó, bên tôi hỗ trợ rất là nhiều, thì các bác có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp số điện thoại mà các bác quyết định đặt hàng thì hãng gọi điện nhé. Và nhắn tin, nếu các bác muốn nhắn tin hỏi giá thì có thể là nhắn tin vào cái số, hai cái số Zalo này, các bác có thể nhắn tin hai số, nếu mà số 1 không trả lời thì có nhắn tin số 2 nhé, vì là hai số là tôi không cầm, tôi cầm một trong hai số thôi, tôi cầm cái số đuôi 3250 ấy, các bác có thể nhắn tin vào đấy.